cố đô của những vương triều sau giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, nơi được xem là kinh đô tiếp biến và giao thoa giữa tín ngưỡng, văn hóa nghệ thuật của cư dân đồng bằng Bắc Bộ của người Việt và đất mới phương Nam. Tục thờ mẫu của người Việt cổ cũng đã theo con đường mở mang bờ cõi vào đất miền Trung. Và theo đó, những nét văn hóa nghệ thuật đặc trưng của người Việt cũng xuôi theo dòng lịch sử mà phát triển lên một tầm cao mới. Sông Hương, dòng sông lịch sử của những vương triều, nơi ẩn chứa của những thăng trầm lịch sử, và chính dòng chảy của sông Hương cũng đã làm tròn bổn phận của một dòng sông mẹ khi giao hòa giữa hình bóng người mẹ xứ sở từ đất Bắc xa xôi, hòa quyện cùng hình bóng nữ thần uy nghi của một vùng đất mới, tạo nên một bức chân dung thánh mẫu trong một không gian sống của những lưu dân và cộng đồng bản địa. Xuôi theo dòng sông Hương, ta bắt gặp hình bóng một ngôi đền cổ kính, đó chính là Điện Hòn Chén. Trong quần thể di tích cố đô Huế, có lẽ Điện Hòn Chén gắn với nhiều giai thoại dân gian nhất. Chuyện xưa lưu truyền rằng Điện Hòn Chén có tên là Hoàn Chén, với ý nghĩa trả lại chén ngọc, vì vua Minh Mạng trong một lần lên đây đã đánh rơi một chén ngọc xuống dòng sông Hương, tưởng không có cách gì lấy lại được, thì bỗng nhiên một con rùa to bằng chiếc chiếu nổi lên ngậm chén ngọc trả lại cho nhà vua. Thế nhưng truy tìm từ những thư tịch cũ của nhà Nguyễn, hầu như không thấy bút tích ghi lại câu chuyện thần kỳ này, mà trong những văn bản sắc phong của triều Nguyễn, ngôi điện được ghi nhận với tên chính thức Ngọc Trạng Sơn Tự, có nghĩa là đền thờ ở núi Ngọc Trạng. Đến thời vua Đồng Khánh vào thế kỷ 19, ngôi điện mới được đổi tên là Huệ Nam Điện, mang ý nghĩa ân huệ cho vua nước Nam. Qua bao năm tháng thăng trầm của lịch sử và gắn với bao truyền thuyết, dân gian vẫn gọi ngôi cổ điện này là Điện Hòn Chén hay Điện Hoàng Chén. Và theo thư tịch cổ xưa hơn, Điện Hòn Chén chính là nơi thờ tự nữ thần Ponaga, bà mẹ xứ sở của người Chăm, một ngôi đền linh thiêng bậc nhất của dải đất miền Trung. Trong phong tục của cư dân Champa thì ta đã thấy cái tục tốn thờ cái Ponaga rồi, đó là bà mẹ xứ sở. Khi người Việt đến đây thì người Việt đã tiếp nhận và đã Việt hóa cái danh xưng này thành là danh xưng là Thiên Iana. Thiên Iana là đó là dịch ra chữ Hán, có phần dịch có phần tiếng Âm, cái danh xưng là Ponaga. Thì người Việt vốn cũng có lòng tin tưởng vào những cái thần linh ở khắp cõi, cho nên khi đến đây người ta cũng tôn thờ cái nữ thần này. Và vì thế ta thấy ở Huế cái điểm tôn thờ đầu tiên là chính là núi Hòn Chén, trên đó có Điện Hòn Chén, và Vũ Duy Tân đã gọi là Điện Huệ Nam, ban ân cho nước Nam. Một cái điện thờ khác của Thiên Yana cũng được lập ở bên sông Âu Lâu xưa hơn, có từ đời Lê, và đã chứng tỏ rằng cái bước chân của người di dân họ đã thực hiện những cái nghi lễ tôn thờ này như những người Chăm trước đây họ đã thực hiện. Và đi tận cái phương Nam xa xôi, ta thấy ở tầng núi Sam Châu Đốc, người Việt phương Nam người ta cũng tiếp nhận và cũng củng cố và xây dựng phát triển cái tín ngưỡng này. Tiếp nhận từ người Chăm một di tích tôn giáo độc đáo như Điện Hòn Chén, người Việt dễ dàng dung hợp được cả một tín ngưỡng thần linh mang sắc thái riêng của người Chăm. Theo truyền thuyết dân gian Chăm, nữ thần Ponaga là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế được sai xuống trần gian. Bà có công lao tạo ra trái đất và các loại gỗ trầm, lúa gạo. Hương mộc và kỳ nam là thứ gỗ tượng trưng cho sự linh hiển của nữ thần. Có lẽ vì nữ thần của dân tộc Chăm xét trên bình diện tâm linh có nét tương đồng với các nữ thần thánh mẫu của người Việt từ ngàn xưa. Đây được xem là sự hòa nhập độc đáo, tiếp biến về tôn giáo, nghệ thuật tâm linh, hay còn gọi là bản địa hóa, một nét tín ngưỡng giữa hai nền văn hóa có những giá trị tương đồng.
Từ rất lâu, Liễu Hành công chúa, tức là Vân Hương Thánh Mẫu, một trong tứ bất tử của người Việt, cũng được đưa vào thờ ở đây. Điện Hòn Chén được vua Minh Mạng cho tu sửa và mở rộng vào năm 1832. Sau đó cứ đến 2 năm, đền lại được trùng tu theo định kỳ. Do đó ngày nay, ta vẫn còn dễ dàng thấy rằng hệ thống điện thờ Hòn Chén với ban bệ, thứ tự luôn có nét tương đồng. Thứ tự gần với tục thờ Thiên Yana hay Bà Chúa Xứ, Bà Đen ở Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Ninh Thuận hay Tây Ninh, An Giang. Từ thế kỷ 16, chúng ta đã thấy ở vùng Nam Định đã có phủ dày và xuất hiện cửa huyền tích về mẫu Liễu Hành. Và như vậy khi những lưu dân từ rời đất Bắc đi vào miền Trung và đi vào miền Nam, họ mang trong lòng họ cái tín ngưỡng bản địa ở ngoài quê hương, ngoài cổ hương. Và giờ đây khi gặp một cái thần hiệu mới và cũng là nữ thần, cũng là mẫu, thì họ đã phối hợp cả một cái tín niệm đó. Và họ sẽ lấy cái ngày của Thánh Mẫu Liễu Hành là ngày mùng 3 tháng 3 để làm lễ dỗ tổ Thánh Mẫu Thiên Yana tại Đức Huế này. Vậy thì họ đã tiếp biến theo cái quan niệm tín ngưỡng và cái phong tục của người Huế, người miền Trung nữa chứ. Điện Hòn Chén là ngôi điện duy nhất có một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Huế. Và đó cũng là ngôi điện duy nhất ở Huế có sự kết hợp giữa nghi thức cung đình và tín ngưỡng dân gian, giữa lễ hội và đọc bóng, giữa văn hóa tâm linh và văn hóa dân gian. Lễ hội Điện Hòn Chén, một nghi thức cúng tế đã có từ thế kỷ 16, được tổ chức hai kỳ vào tháng 3 và tháng 7 với các nghi thức Thánh Mẫu Tuần Du, Thánh Mẫu Hồi Loan, lễ phóng sanh, phóng đăng. Lễ rước Thánh Mẫu với liền kế đó là một bàn khác có bàn thờ, kiệu và hòm sắt của nhị vị Thượng Ngàn và Thủy Cung Thánh Mẫu. Có thể thấy rõ nét tương đồng văn hóa ấy qua lễ hội Phủ Dày ở đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của nền văn minh lúa nước và tín ngưỡng thờ mẫu đã có từ ngàn năm qua. Đây, Phủ Dày, quần thể kiến trúc tín ngưỡng truyền thống dân gian của người Việt từ xa xưa. Trong hàng chục di tích của quần thể đền miếu ở Phủ Dày thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Phủ Chính còn gọi là Phủ Thiên Hương, được xem là trung tâm của tục tín ngưỡng thờ Tam Phủ, Tứ Phủ, thờ Thánh Mẫu của người Việt xưa. Phủ Thiên Hương được xây dựng từ thời vua Lê Cảnh Trị, từ năm 1663 đến năm 1671, nhưng qua nhiều lần tu tạo, đến năm 1914, dưới thời Nguyễn Duy Tân, Tổng đốc Nam Định Đoàn Triển về hân công đại trùng tu, nên công trình còn lại đến ngày nay có quy mô bề thế hơn xưa rất nhiều. Và với những nghi thức, chầu văn, hầu đồng múa bóng, Phủ Tiên Hương được xem là một trung tâm diễn ra nghi thức tâm linh nghệ thuật này lớn hơn và linh thiêng hơn cả. Phủ Dày là quần thể di tích được xây dựng trong một khu vực địa lý có nhiều dấu vết văn hóa của cư dân Việt xưa và nay. Cách đó không xa có núi Lê, núi Gôi với các hang động nơi cư trú của người tiền sử. Với những di vật văn hóa thời kỳ đồ đá như rìu đá, quốc đá là những dấu vết văn hóa chứng tỏ sự xuất hiện khá sớm của con người trên mảnh đất này. Điều này dễ dàng giải thích cho việc bảo lưu những dấu vết văn hóa bản địa, những tín ngưỡng dân gian thuần Việt. Phủ Dày chính là một hiện tượng tín ngưỡng dân gian thuần Việt. Khi nói đến nghi lễ chầu văn hay là hầu đồng hầu bóng thì mình phải nói đến cái tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ người Việt, mà một cái người con người nhân dân ai đi thờ mẫu cũng biết đến, đấy là công chúa Liễu Hạnh hay là thánh Liễu Hạnh. Từ khi mà mẫu Liễu Hạnh xuất hiện trên trần gian cách đây khoảng 500 năm thì đã có cái cấu trúc của các đền thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ, và ở đó có hầu đồng, ở đây có hát chầu văn. Cái hát văn với lên đồng là một.
Nên đồng mà không có hát văn không được. Mà hát văn không nên đồng không phải là sao cả. Đấy là phải có hát văn với hầu đồng là một. Hầu đồng cùng hát văn trong không gian của đền thờ mẫu không những là một nghệ thuật tổng hợp, còn sâu hơn sắc hơn là tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt có từ ngàn xưa. Một trong những nghi thức quan trọng của tục thờ Tam Phủ Tứ Phủ chính là nghi thức hầu đồng múa bóng, hình bóng của bà mẹ xứ Sở ngàn năm. Nghi thức hầu đồng có thể nói là một hệ thống các nghi thức, nghệ thuật cũng như thứ bậc của một nền nghệ thuật tín ngưỡng. Người đứng giá hầu đồng gọi chung là thanh đồng. Thanh đồng là nam giới thì được gọi là cậu, nữ giới được gọi là cô hoặc bà đồng. Thường có hai hoặc bốn phụ đồng, được gọi là nhị trụ hoặc tứ trụ hầu dân, đi theo hầu thanh đồng để chuẩn bị trang phục lễ lạc. Trong một nghi thức hầu đồng có rất nhiều giá. Mỗi lần thay giá, người ta lại phủ lên cậu một tấm khăn lụa đỏ, sau đó bỏ ra. Và lúc này thanh đồng đang ở một giá mới và phải thay bộ trang phục, sống áo, khăn chầu, cờ quạt, đồ hầu dân sao cho tương xứng với giá này. Khi thì thanh đồng hóa thân thành một vị tướng, khi thì là một vị quan lớn uy nghiêm oai vệ, lúc lại hóa thân thành một cô gái đang tung tăng nhảy múa. Điệu múa của thanh đồng cũng được thay đổi theo đặc điểm của giá. Giá quan thường múa cờ, múa kiếm, long đao, kích. Giá các chầu bà thì múa quạt, múa mồi, múa tay không. Giá ông hoàng thì có múa khăn tấu, múa tay không, múa cờ. Giá các cô thì múa quạt, múa hoa, chèo đò, múa theo thùa, múa khăn lụa, múa đàn, múa tay không. Giá các cậu thường múa hèo, múa lân. Cái ước vọng tồn tại, ước vọng no đủ, ước vọng hạnh phúc là sự hòa nhập với thần linh. Đó là một cái điều nó được nảy sinh từ cái tư duy liên tưởng mênh mông ngang tầm trời đất của người xưa, nó mới đi đến cái chỗ lên đồng ấy. Mà cái hiện tượng lên đồng là hiện tượng chung của toàn nhân loại, mà một trong những cái hiện tượng ấy nó gắn với cái shaman giáo, là nó có một cái hiện tượng vừa xuất thần vừa nhập thần, tức là xuất cái thần của cá thể ra để cho một linh hồn thánh thiện được nhập về. Cái lên đồng của người Việt Nam nó có tính chất của shaman giáo là ở chỗ nó có xuất thần và nhập thần. Âm nhạc được xem là một thành tố không thể thiếu trong nghi thức hầu đồng múa bóng. Thông thường âm nhạc chủ đạo là điệu chầu văn hoặc là hát nói có nội dung ca ngợi sự linh thiêng của thần thánh và vẻ đẹp tiên giới. Nhạc khí chủ đạo là đàn nguyệt, bên cạnh nó là phách, cảnh, sơn, trống chầu, chuông, trống. Với các giá ông hoàng thì nhóm cung văn sẽ ngâm các bài thơ cổ. Lúc này thánh biểu hiện sự hài lòng bằng động tác thưởng tiền cho cung văn và dùng những thứ người hầu đồng dân như rượu, thuốc lá, trầu nước. Tới giai đoạn cao trào của thánh thì người đứng giá thường múa gươm hoặc bơi thuyền. Do vậy ở Việt Nam có câu hát cậu bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng là để chỉ sự này. Hát văn còn gọi là chầu văn hay hát bóng là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền lâu đời nhất còn lưu truyền ở Việt Nam. Bằng cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời văn trao chuốt nghiêm trang, chầu văn được coi là hình thức ca hát mang ý nghĩa chầu thánh, xuất xứ từ đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi ngàn năm của nền văn minh lúa nước. Có thể nói đây là một giá trị văn hóa nghệ thuật đích thực, bởi trước khi khoác lên mình chiếc áo mê tín, bản thân chầu văn đã mang trong mình một giá trị nghệ thuật cao cả.
Chỉ riêng làn điệu thôi cũng đã có đến hàng chục làn điệu như Bỉ, Miễu, Thổng, Phú Bình, Phú Chên, Phú Nói, Phú Dầu, Đưa Thơ, Vãn, Dọc, Cần Xá, Kiều Dương, Hãm, Dồn, điệu Kiều Thỉnh, Hành Sai. Và từ làn điệu có đến nhiều cách thể hiện khác nhau. Con người ta ấy mà, căn đồng số lính, có nghĩa là về căn quả. Là phải gì? Là phải ngồi đồng để hầu những cái bóng đó. Để làm gì? Để cho người ta yên bản mệnh. Cái thứ hai là gì? Nó cũng là cái là gì? Lễ Phật Thánh vào những ngày lễ hội. Và cũng là ngày mà làm vui cho những ngày lễ hội. Còn về tâm linh thì riêng cái đồng bóng này nó còn có cái chữa bệnh. Lúc bây giờ đầu thì tôi cứ ốm đau. Đấy thì ra hết viện này viện khác không khỏi, uống hết thuốc này thuốc khác cũng không khỏi. Thế thì tôi, các cụ tôi cho tôi ra đồng thì là tôi khỏi, thì là chúng tôi cứ tin từ bấy giờ. Có những người là bệnh tật, có những người là muốn cho con người khỏe mạnh thì người ta phải hầu đồng thì nó mới khỏe được. Có nghĩa là người ta có một cái nhập linh, nhập bóng đấy, thì để cũng như là bên trần người ta chữa bệnh ấy, bằng thuốc. Nhưng mà ở bên Phật Thánh là người ta chữa bệnh bằng tâm linh. Tôi không hầu thì tự nhiên tôi lại ốm. Tôi là một trận ốm gọi là tôi không đứng không ngồi được dậy luôn. Cứ mua tôi vùng dậy thì là tôi muốn ngã sấp mặt xuống. Thế thì bà mẹ tôi lại lên, bà mẹ tôi bảo rằng là mày này không hầu thì mày này ngài lại bắt sát mày rồi. Thế tôi đi tôi hầu thì bảo nếu mà mẹ lên mẹ xin cho con mà nói với cụ xin cho con mà nếu mà đúng mà ngài lại bắt con nữa thì con lại hầu thì nên thì cụ kêu thì nên xin thì mai tôi lại khỏe bình thường, mai kia tôi lại hầu bình thường, tôi lại khỏe bình thường. Cái nghi thức của lên đồng mình ấy, bao giờ cũng vậy, nghi thức hầu mẫu nhá, thì phải hầu tam tòa được thành mẫu. Xong rồi mới đến hầu ngũ vị tôn quan, tức là năm con lớn. Thế xong mới tứ vị chầu bà, đấy là ngài quản cai bốn phường này. Thì mới đến các ông hoàng, các cô quận là hầu từng giáo đồng một, chứ không được hầu tập thể. Nghi lễ thánh giáng phải theo thứ tự từ cao đến thấp, từ thánh mẫu đến hàng quan, chầu, ông hoàng, hàng cô và cậu. Số lượng giá trong một buổi lên đồng có khi lên tới 36 giá. Bắt nguồn từ tục thờ nữ thần có nguồn gốc xa xưa từ thời tiền sử. Tới thời phong kiến, một số nữ thần đã được cung đình hóa và lịch sử hóa để thành các mẫu thần. Hình bóng mẫu, hình bóng mẹ luôn được tôn thờ trong tâm trí người dân, bất kể địa bàn cư trú là đâu. Trên núi có bà chúa Thượng Ngàn, con gái của Sơn Tinh, Tản Viên Sơn Thánh, cai quản miền Trung Du, miền núi. Dưới sông, dưới biển có Thủy Cung Thánh Mẫu, hay còn gọi là Mẫu Thoải, được xem là con gái của Bắc Hải Long Vương, cai quản miền Thủy Phủ. Cho dù Tứ Phủ hay Tam Phủ, Mẫu Thượng Ngàn trên núi cao trùng điệp hay Mẫu Thoải cai quản Thủy Cung, hình bóng mẫu vẫn luôn nằm trong tâm thức của người Việt từ xưa đến nay và luôn được thờ phụng rất linh thiêng. Linh thiêng là do mẫu nhập vào. Đấy, như bà giờ đây nhá, 83 tuổi bà hầu nhở, muốn những cái thanh đồng dặn đao dài này, muốn những cái thanh kiếm cái nực như là tiên bay, không có gì hết, ra không đồng chân nó tại gì. Đấy, cái linh ứng của mẫu, linh thiêng ở chỗ. Nếu như mà thánh đã nhập linh và thánh nhập vào người ta, thì người ta hoàn toàn làm theo những cái cử chỉ và những hành động là tự phát và thánh linh ứng cho người ta, chứ còn tự người ta không thể làm được. Ví dụ mỗi một cái tiệc là có một cái cử chỉ Phật Thánh giáng khác nhau. Tuần tiết nào mà hầu chúa bà, tiệc của chúa bà đấy, thì nó lại khác. Thì xuất thân chúa bà thì nó phải mềm dẻo, hầu tiệc quan thì oai vệ hơn, oai nghiêm hơn và già dặn hơn, oai phong hơn. Trong một tiếng đồng hồ cô hầu 4 giá đồng chẳng hạn, thì 4 cái giá đồng đó thể hiện khác nhau hoàn toàn, chứ không có giá nào giống giá nào. Như là ngài ốp vào mình là mình coi như trong người mình nó khoan khoái con người. Phần thứ hai là nó nổi danh nổi diện con người mình thì nó khỏe mạnh ra. Đấy, ngài ốp vào tôi làm được, chứ bây giờ bảo tôi muốn tôi chịu. Hay là ngài cứ sai khiến mình cứ cử động mình làm đâu thì là mình làm đấy. Chứ mình học thì mình không học được. Cái này thì không ai học được. Những người hầu đồng nó có căn, thường gọi là có căn quả. Người ta hầu không phải là lúc nào ông thánh ông cũng giáng về, có khi nó chỉ loáng thôi. Chúng tôi nghiên cứu chúng tôi thấy như vậy. Mà thường là vị thánh á, người ta xuất hiện á,
thì người ta ít nói, người ta chỉ cử chỉ, chứ không nói theo cái cách mà truyền theo cái cá nhân của mình. Chúng ta hay nói 36 giá đồng, nhưng thực ra là nhiều hơn, là những thanh đồng thể hiện mỗi giá đồng là một nhân vật, một vị thánh. Mà thanh đồng đấy hóa thân thành thánh để kể ra, kể cái công lao cho mọi người biết là công lao của vị thánh này, của vị thánh kia. Lúc thì ông Hoàng 10, lúc thì ông Hoàng 7, lúc thì Đức Thánh Trần, lúc thì cô Bơ, lúc thì cô bé Thượng Ngàn, vân vân. Và quan trọng hơn hết, với hình bóng những người mẹ của xứ sở, đó chính là Liễu Hạnh Công Chúa, là một trong những vị thần quan trọng của tín ngưỡng Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ, bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu. Theo truyền thuyết trong dân gian Việt Nam, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một trong bốn vị thánh tứ bất tử. Bà đã được các triều đại phong kiến, từ thời nhà Hậu Lê đến nhà Nguyễn cấp nhiều sắc, tôn phong là Mẫu Nghi Thiên Hạ, mẹ của muôn dân. Đó cũng chính là tiếp biến văn hóa của tục thờ nữ thần, thờ mẹ của người Việt cổ từ ngàn xưa. Điển tích xưa ghi lại rằng Thánh Mẫu Liễu Hạnh chính là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, ba lần được giáng xuống trần để cứu nhân độ thế, làm phúc cho muôn dân. Để ghi ơn trời biển, bà Chúa Liễu Hạnh đã được các triều đại nhà Lê rồi Tây Sơn đến nhà Nguyễn sắc phong. Trong sắc phong năm thứ hai Đinh Tỵ, vua Khải Định triều Nguyễn đã ra một sắc phong cho Mẫu Liễu, ban cho họ Trần Lê, xã Tiên Hương, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, phụng thờ công chúa Liễu Hạnh, ngọc nữ tiên đình Đế Thích, vị tôn thần giúp nước cứu dân, sáng tỏ đức thiên. Dân gian tin tưởng chúa Liễu Hạnh đã lập đền thờ bà khá trọng thể ở Phủ Dày, Nam Định, nơi bà đầu thai lần đầu, và dựng đền thờ ở phố Cát và đền Sòng, Thanh Hóa, nơi Thánh Mẫu giáng trần những lần tiếp sau. Đồng là đứa trẻ con, và khi lên đồng có nghĩa là trở về với cái tâm hồn của trẻ thơ trong sáng. Và chỉ với cái tâm hồn trong sáng như trẻ thơ ấy thì cái con người hay là cái con đồng mới có cái khả năng nghe được cái tiếng thầm thì của vũ trụ, hay nghe được những cái tiếng dạy bảo của tổ tiên. Cái ý thứ hai, đồng có nghĩa là cùng. Người lên đồng nó phải sinh hoạt cái tinh thần sao cho nó đẩy được cái linh hồn hay ra khỏi cái xác thân nó, để cho một cái linh hồn thánh thiện được nhập về cái xác thân ấy mà tiếp cận với chúng sinh. Cái ý nghĩa thứ ba của nó, đồng có nghĩa là một hiện tượng diễn sướng dân gian. Khi mà các cái giá đồng người ta nhảy múa ấy, là người ta diễn lại các cái tích của các vị ở trong hệ thống thần điện mẫu. Thực ra đấy là một cái hiện tượng truyền bá lịch sử bằng văn nghệ dân gian một cách gần gũi nhất. Cái thứ tư, lên đồng là một sự thể thao tinh thần. Bởi vì khi lên đồng thì con người nó sẽ đuổi ra khỏi xác thân những cái vận đục của cả tâm hồn và thể xác. Cho nên sau khi lên đồng, cái con đồng nó có một cái cảm giác rằng cái thân thể của nó như được thanh lọc mọi bệnh tật, và tinh thần của nó phấn khởi, sảng khoái. Cái ý nghĩa thứ năm là nó tạo nên một sự cân bằng của tâm hồn. Thank you.
đồng người ta gọi là bắc ghế, có nghĩa là con đồng như cái ghế để cho thần linh ngồi. Và như vậy là bắc ghế, tức là mượn cái xác thân này cho thần linh xuất hiện. Và đặc biệt lên đồng còn gọi là hầu bóng. Và chính cái hầu bóng vì thế mà bắt buộc khi lên đồng trước mặt của nó phải có cái tấm gương. Cái tấm gương ấy nó có hai chức năng. Một, đó là để cho con đồng chấn chỉnh sự nghiêm chỉnh. Hai, là cái bóng ấy, cái hình ở trong gương ấy mới là cái chính để tiếp cận thần linh. Và khi lên đồng thì bắt buộc là nó phải có cái khăn phủ diện. Khăn phủ diện nó phải màu đỏ, vì màu đỏ là màu sinh khí, màu tượng trưng cho bầu trời, cái màu là của thế giới thần linh. Nếu không có cái khăn đỏ phủ diện lên đầu thì không bao giờ có thần linh nhập về cái xác thân ấy. Thực chất hiện tượng lên đồng là phải thực hiện trước điện mẫu để cho các thần linh chứng giám. Và trên điện mẫu có vị thần nào thì mới cầu được vị ấy xuất hiện. Chứ không thể có một sự xuất hiện ở bất kể bàn thờ nào. Trên bàn thờ có ai mới cầu được người đó đến. Lịch sử rất là sôi động và phức tạp của thời kỳ Lê Trịnh, ta biết là nhân dân rất là đói khổ. Thế thì những nhân vật lịch sử được các thanh đồng thể hiện qua cái nghi lễ chầu văn, nghi lễ hầu đồng ca ngợi những người yêu nước, yêu dân. Cho nên ta nói cái giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ thông qua cái nghi lễ chầu văn, nghi lễ hầu đồng quả bóng, đấy là thể hiện ca ngợi tinh thần yêu nước. Nhưng ngoài ra nó có tính chất văn hóa cộng đồng là vì nó thể hiện trong một không gian của cái đền thờ mẫu. Hầu đồng múa bóng chỉ là cái sản phẩm của cái tín ngưỡng thờ mẫu ở đất Bắc này. Nhưng còn cái tín ngưỡng thờ mẫu ở đất Bắc này nó tuyệt vời ở mức độ này. Nó là cái bộ mặt của lịch sử dân tộc trên cái dòng chảy văn hóa dân gian. Nó đã tồn tại từ thời nguyên thủy đến ngày nay. Và nó mạnh đến nỗi mà nó ảnh hưởng đến cả các tôn giáo lớn. Dòng chảy thời gian vẫn không ngừng trôi, dòng chảy văn hóa vẫn tiếp biến qua ngàn năm. Một hình bóng người mẹ xứ Sở hiện hữu từ thời tiền sử vẫn trường tồn qua bao thăng trầm của lịch sử và thời gian. Một hình bóng ngàn năm trong tâm linh Việt.